Xin mời đã quay trở lại với Fanboy Channel, lại là mình đây, Hùng 20 sang đây. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 8 các bạn ạ. Và trong ngày mùng 8 tháng 8 này thì đang có rất là nhiều những cái deal, những cái chương trình khuyến mãi rất là lớn trên một số trang thương mại điện tử như kiểu là Shopee, Lazada, Tiki hay là Sendor chẳng hạn. Và hôm nay thì mình sẽ tổng hợp lại cho anh em những cái deal mua điện thoại có thể có được một cái mức giá là ngon nhất. Và đặc biệt video này thì nó sẽ dành cho những bạn nào đang cần tìm mua cho mình những cái điện thoại chiến game nhất trong từng tầm giá từ 2 cho đến là tầm 8 triệu đồng nhá. Và đó là những chiếc mua nào thì bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu video thôi. Rồi, đầu tiên trong phân khúc giá 2 triệu thì mình mạnh dạn đề xuất cho các bạn cái sản phẩm là HTC U11 bây giờ đã có hàng trở lại với H20 Store rồi các bạn ạ. Với sản phẩm HTC U11 thì mình thấy có rất nhiều ưu điểm nha. Đầu tiên là về phần màn hình của nó, màn hình của HTC U11 là màn hình độ phân giải 2K Plus với cái tỷ lệ là 16:9. Nếu bạn đang cần cho mình một con máy có tỷ lệ màn hình truyền thống quay video được, hiệu năng cực kỳ mạnh với con chip là 835 thì mình thấy rằng là với sản phẩm HTC U11 nó hợp lý. Và đặc biệt HTC U11 nó còn được trang bị cho mình loa stereo, loa trên và loa dưới. Như vậy thì nó sẽ giúp anh em có một khả năng nghe nhạc hay là chơi game một cách tốt hơn. Và HTC U11 thì nó sẽ được trang bị cho mình con chip là 835 như mình đã nói rồi. Và về trải nghiệm những tựa game như kiểu Liên Quân thì có thể là max setting 60fps ngon lành. PUBG anh em có thể chơi được ở cái mức là HDR cộng với Ultra 40fps và mượt cộng với lại smooth và smooth cộng với extreme tức là 60fps một cách ngon lành. Ngoài ra thì với HTC U11 thì nó sẽ còn có những điểm mạnh khác về phần camera, hay là chúng ta sẽ có điểm mạnh đó chính là về phần hoàn thiện của nó được làm từ chất liệu là kim loại và kính. Tuy nhiên thì HTC U11 nó vẫn có những điểm trừ nhá. Điểm trừ thứ nhất đó chính là HTC U11 thì nó không được trang bị cho mình cái giắc cắm tai nghe 3.5. Chính vậy nếu anh em mà muốn có một con điện thoại dùng lâu dài cũng như nếu có chơi game mà hết pin các bạn muốn vừa cắm tai nghe vừa sạc thì với sản phẩm HTC U11 nó thật sự chưa phù hợp cho lắm, hay là một cái dung lượng pin của nó không quá trâu, chỉ có 3000 mAh thôi. Nếu bạn chơi game liên tục sẽ được tầm là hơn 3 giờ hoặc loanh quanh tầm 3 giờ. Còn nếu bạn mà sử dụng bình thường thì sẽ được tầm 4 giờ. Nói chung thì với dung lượng pin tầm là 3 giờ chơi game liên tục thì nó không được quá là trâu. Thế nên là nếu bạn nào đang cần cho mình một cái điện thoại để chơi game lâu dài thì mình nghĩ rằng là chúng ta nên nâng cấp lên mức giá nó cao một chút. Rồi, và đường link mua hàng của cái sản phẩm HTC U11 thì mình cũng sẽ để ngay phần mô tả video cho các bạn nhé, để có thể click vào và mua một cách nhanh nhất. Và đến với cái lựa chọn tiếp theo trong phân khúc giá tầm là hơn 3 triệu đồng, đó chính là cái sản phẩm Redmi Note 8 Pro. Redmi Note 8 Pro trước đây được bán với mức giá tầm là 3.990.000 hoặc là 3.190.000 chẳng hạn, hoặc là 4.190.000 chẳng hạn, thì bây giờ đang được sale với mức giá chỉ có 3.773.000 mà thôi. Và phải nói rằng là đây là một cái mức giá rất là rẻ cho con sản phẩm Redmi Note 8 Pro và gần như là rẻ nhất thị trường rồi. Đây là một con điện thoại mà phải nói rằng là cực kỳ huyền thoại với anh em từng xem kênh Fanboy Channel của mình. Tại vì đa số tất cả các bạn hỏi thì mình đều tư vấn trong khúc giá tầm là 4 triệu thì chúng ta nên chọn cái sản phẩm Redmi 8 Pro này. Với những ưu điểm như là về màn hình của nó, màn hình của nó là một cái màn hình có kích thước rất là lớn, độ phân giải Full HD Plus. Ngoài ra, hiệu năng của Redmi 8 Pro này cũng rất là mạnh với con chip đó chính là Helio G90T, giúp anh em có được những trải nghiệm game là cực kỳ ngon lành. Với những tựa game PUBG, anh em có thể bật được đồ họa là HDR cộng với Ultra hay Smooth cộng với Extreme một cách ngon lành. Và mình cũng đã có trải nghiệm những tựa game khác như kiểu là Free Fire rồi Call of Duty đều chơi ngon lành trên cái sản phẩm Redmi Note 8 Pro này nhá. Nói chung Redmi Note 8 Pro là con máy hàng mới nguyên siêu có hiệu năng đỉnh nhất trong các khung giá dưới 4 triệu đồng. Và đường link mua hàng của Redmi Note 8 Pro thì mình cũng sẽ để ngay phần mô tả video để anh em có thể click vào mua một cách nhanh nhất. Và nếu như bạn không thích Redmi Note 8 Pro và bạn đang thích một chiếc điện thoại hàng chính hãng thì mình thấy rằng cái lựa chọn sau đây là cái lựa chọn hợp lý nhất, đó chính là cái sản phẩm Redmi Note 9S. Redmi Note 9S hiện tại đang được bán với mức giá sale trên Shopee chỉ còn là 4.002.000 mà thôi. Và trong chương trình sale lần này, anh em có thể nhập thêm một cái code đó chính là ELMT2M để được giảm 4% cho đơn hàng trên 3 triệu. Như vậy anh em có thể giảm được đâu đó tầm là 200-300.000. Và như vậy thì nó hạ mức giá của cái sản phẩm Redmi Note 9S này xuống chỉ còn là 4.1 triệu. Hay là anh em có một cái số code giảm giá giảm kiểu 400-500.000 thì mức giá của nó còn dưới 4 triệu cơ. Với con máy này thì có rất nhiều ưu điểm, ví dụ một thiết kế màn hình mới, thiết kế màn hình đục lỗ, độ phân giải Full HD Plus, kích thước màn hình lớn giúp chúng ta có thể xem phim, giải trí, chơi game một cách đã hơn. Ngoài ra hiệu năng con máy này nó khá là ổn định với con chip là 720G. Cái trải nghiệm về gaming của nó thì mình đánh giá khá là tốt. Trong phân khúc giá 4 triệu hàng chính hãng thì gần như rất khó có lựa chọn nào ăn được con Redmi Note 9S về cái phần hiệu năng các bạn ạ. Hơn nữa thì với Redmi 9S, cái nhiệt độ mà khi mà chúng ta chơi game ấy thì nó không quá nóng, thế nên là cái việc mà chúng ta trải nghiệm game lâu dài thì rất là thoải mái. Và về phần viên pin thì với Redmi 9S thì nó sẽ được trang bị cho mình cái viên pin đó chính là hơn 5.000 mAh. Và với một cái viên pin là hơn 5.000 mAh kết hợp với một chip đó chính là 720G thì cái thời gian trải nghiệm pin của nó cực kỳ là lâu anh em ạ. Tầm là 6-7 tiếng dùng liên tục với những tác vụ đan xen như kiểu Facebook, Zalo, chơi một số tựa game nhẹ. Hoặc nếu anh em chơi game liên tục chơi hát với những tựa game như kiểu Liên Quân, PUBG thì anh em có thể chơi được tầm là 4 đến là 5 giờ nhá. Một cái khoảng thời gian chơi game rất là thoải mái. Và hơn nữa thì nó sẽ đi kèm với công nghệ sạc nhanh đó chính là 18W thì cũng rất là nhanh để anh em có thể là sạc đầy viên pin
5.000 mAh của nó. Ok, đường link mua hàng của Redmi 9S thì mình cũng sẽ để ngay phần mô tả video luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đến với phân khúc giá loanh quanh là gần 5 triệu đồng. Và với phân khúc giá loanh quanh gần 5 triệu đồng thì cái sản phẩm mà sáng giá nhất trong phân khúc giá này thì chắc chắn đó chính là sản phẩm Redmi K30 5G. Redmi K30 5G thì mình thấy rằng nó đáng chọn hơn là so với cái sản phẩm Redmi K30 4G, tại vì mức giá chênh lệch nhau không nhiều. Một con 4.6, một con 4.7 triệu thì thực sự là chúng ta nên bỏ hơn 100.000 đồng để có được nhiều trải nghiệm ngon hơn. Với sản phẩm Redmi K30 5G thì nó sẽ có những điểm mạnh về phần màn hình. Màn hình 120Hz, màn hình có tần số quét cao nhất trong phân khúc giá rẻ. Chúng ta sẽ có được một cái độ phân giải đó chính là Full HD Plus, trải nghiệm cực kỳ là sướng. Và hơn nữa thì với cấu hình của con Redmi K30 5G cũng cực kỳ là ngon với con chip là 765G. Cái việc mà trải nghiệm game thì chắc chắn là nó có thua kém một chút so với Redmi Note 8 Pro. Tuy nhiên, xét về cái sự ổn định này, xét về phần nhiệt độ thì với con chip 765 nó sẽ hơn hẳn so với sản phẩm Redmi 8 Pro. Ổn định khi chơi chúng ta có thể chơi ngon lành ở cái mức là 40 frame với tựa game PUBG và 60 FPS với tựa game Liên Quân, và nhiệt độ của nó thì không nóng quá nhiều trong quá trình trải nghiệm chơi game của chúng ta. Với con máy này được trang bị viên pin là 4.500 mAh, cái việc trải nghiệm game trên nó cũng rất là lâu các bạn ạ, tầm là 4 đến 5 giờ chơi game liên tục, và dùng liên tục thì sẽ rơi tầm là 6 giờ. Nói chung đây là một con máy cực kỳ ngon và một trong những con máy có thể gọi là best choice nhất tầm giá này. Tuy nhiên thì khi mua hàng sách tay, anh em phải lưu ý rằng là chúng ta sẽ bắt buộc là không cài được tiếng Việt, và anh em phải về bóc siêu và chúng ta phải chờ đợi thời gian active máy và unlock mở khóa bootloader thì mới có thể cài được nhá. Con máy này thì mình thấy là trong phân khúc giá dưới 5 triệu thì nó cực kỳ ngon rồi. Rồi, đến với phân khúc giá tầm hơn 5 triệu một chút đi thì chúng ta sẽ có cái sản phẩm đó chính là Redmi 10X 5G. Với Redmi 10X 5G thời gian đầu nó được bán mức giá loanh quanh tầm 6-7 triệu đồng. Nhưng bây giờ anh em có thể mua được cái sản phẩm Redmi 10X 5G với mức giá chỉ là 5.190.000 đồng mà thôi. Với Redmi 10X 5G thì mình đã có là những cái clip mở hộp này, những cái clip đánh giá hiệu năng thì anh em đã biết được cái hiệu năng của nó và trải nghiệm của nó như thế nào rồi. Cá nhân mình thấy rằng là thiết kế con Redmi 10X 5G nó không có điểm nổi trội trong cái phân khúc giá này. Tuy nhiên thì về phần hiệu năng, Redmi 10X 5G là một trong những con máy có hiệu năng ngon nhất tầm giá 5 triệu đồng. Về màn hình thì với Redmi 10X 5G nó sẽ theo như mình cái xu thế thiết kế đó chính là màn hình giọt nước quen thuộc, độ phân giải Full HD Plus. Hiệu năng thì nó sẽ được trang bị cho mình con chip Dimensity 820 đi kèm với lại 6GB RAM và 64GB bên trong. Với hiệu năng của Dimensity 820 thì mình thấy rằng là nó thậm chí là còn mạnh như kiểu 855 luôn. Tại vì một số cái tựa game mình trải nghiệm mình đã có unlock bằng G-Bixtool thì nó có thể trải nghiệm được 60 FPS với đồ họa là HDR hay là Smooth cộng với lại Extreme một cách ngon lành, và gần như FPS của nó không có sự dịch quá nhiều. Nói chung đây là một con máy cực kỳ ngon về phần hiệu năng. Nếu anh em đang cần cho mình một con máy để chiến game hoặc để live stream game thì đây là một con máy hợp lý nhất trong khúc giá hơn 5 triệu đồng hàng mới nhá. Và viên pin của Redmi 10X 5G thì cũng rất là trâu, khi viên pin của nó sẽ là 4.500 mAh đi kèm với công nghệ sạc nhanh 22.5W thì hứa hẹn nó sẽ có một cái thời gian trải nghiệm pin cực kỳ là tốt cho anh em. Thì đường link mua hàng của Redmi 10X 5G thì mình cũng sẽ để ngay phần mô tả video nhé. Cửa hàng bán cái sản phẩm Redmi 10X 5G này là Khang Nhung Mobile, thì mình cũng đã mua hàng 7-8 lần bên cái cửa hàng Khang Nhung Mobile này rồi. Anh em mình thấy là sản phẩm bên đó họ rất là tốt. Rồi đến với sản phẩm tiếp theo trong phân khúc giá hơn 5 triệu đồng, đó chính là cái sản phẩm Redmi K30 5G Ranking Edited. Thì mình thấy là với cái sản phẩm Redmi K30 5G Ranking Edited này thì hoàn toàn không khác gì so với sản phẩm Redmi K30 5G, chẳng qua là nó sẽ update một chút về phần cấu hình mà thôi. Từ phần màn hình của cái sản phẩm này nó tương tự, từ cái phần thiết kế mặt sau, mặt trước, các thứ thì đều là tương tự so với sản phẩm Redmi K30 5G hết. Nhưng có một cái điểm trên cái sản phẩm Redmi K30 5G Ranking Edited, đó chính là nó sẽ được trang bị một cái bộ nhớ RAM ROM tối thiểu cao hơn là 6128 thay vì 664 như kiểu là K30 phiên bản 5G thông thường. Ngoài ra thì với cấu hình của nó còn được bổ sung thêm và update thêm là sẽ có chip 768G. Như vậy hiệu năng của nó sẽ mạnh hơn đâu đó tầm là 10-20% so với lại cái sản phẩm 765G. Và nếu bạn đang cần cho mình một con máy có một cái bộ nhớ trong cao và hiệu năng mạnh hơn so với Redmi K30 5G thì với con Redmi K30 5G Ranking Edited thì nó sẽ hợp lý. Và đường link mua hàng của cái sản phẩm Redmi K30 5G Ranking Edited với mức giá chỉ loanh quanh tầm 5.5 đến 5.6 triệu đồng thì sẽ nằm ngay phần mô tả video nhé. Tiếp theo thì mình sẽ đến với một cái lựa chọn có thể gọi là ngon nhất tầm giá và có một con chip mạnh nhất đến từ nhà Xiaomi với mức giá rẻ nhất, đó chính là con chip Snapdragon 865. Với con chip 865 của nhà Xiaomi thì hiện tại đã được trang bị trên cái sản phẩm Redmi K30 Pro với mức giá chỉ là 8.350.000 mà thôi. Với mức giá 8.530.000 cho một con máy có cho mình con chip 865 thì mình nghĩ rằng là đây là một con máy rẻ nhất đến từ nhà Xiaomi cũng như là rẻ nhất thế giới được trang bị con chip là Snapdragon 865 các bạn ạ. Với con máy này nó có rất nhiều ưu điểm, màn hình Full HD Plus, thiết kế full viền, trải nghiệm game rất là sướng, camera thọt thụt này, hiệu năng của nó thì cực kỳ mạnh mẽ rồi. 865 anh em không cần phải test nữa, tại vì con này gần như là chúng ta có thể cân được toàn bộ mọi
game với mức setting là cao nhất. Ngoài ra K30 5G còn có rất nhiều điểm mạnh về phần camera này, điểm mạnh về pin này và điểm mạnh về công nghệ sạc nhanh. Với con máy này thì được trang bị cho mình cái dung lượng pin là 4700 mAh, sạc nhanh 33W, thì anh em có thể sạc nó trong vòng tầm hơn 1 giờ đã đầy viên pin 4700 mAh rồi. Và với thời gian trải nghiệm pin của con Redmi K30 Pro thì nó cũng cực kỳ là lâu. Thì nếu bạn nào đang cần cho mình một cái điện thoại full viền để trải nghiệm game tốt, quay video màn hình cũng như là có một cái hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ với con chip 865 và đi kèm với một dung lượng pin trâu, thì mình thấy là đây là một con máy nó rất là hợp lý cho các bạn. Và đường link mua hàng thì mình cũng sẽ để ngay phần mô tả video luôn nhé. Và đó chính là tất cả những chiếc phone mà mình thấy rằng là nó cực kỳ là ngon trong phân khúc giá tầm 2 đến loanh quanh 8 triệu đồng nếu như anh em đang muốn chọn cho mình một con smartphone gaming. Thậm chí nhiều con tầm 4-5 triệu đã có hiệu năng kiểu mạnh như kiểu 855 rồi. Vậy thì các bạn nghĩ gì về những cái lựa chọn mà mình đã đưa ra? Và các bạn sẽ mua chiếc smartphone nào hay là các bạn thích chiếc smartphone nào thì đừng quên để lại cho mình một ý kiến nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Và đừng quên để lại cho mình một like và subscribe nếu cảm thấy video này hay và hữu ích. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Bye bye. We'll be right back.